Cái chết bi thảm của hoàng tử Trần Ích Tắc, lòng dạ hẹp hòi, là hoàng tử thứ 5, con vua Trần Thái Tông, em vua Trần Thánh Tông, vốn là người giỏi văn hay chữ chứ không giỏi võ. Khi Giang Sơn bị nhà Nguyên dò ngó, các võ tướng được coi trọng, vì thế mà Trần Ích Tắc không được xem trọng. Ông bất phục các hoàng tử khác, đặc biệt là Trần Hoảng. Thấy mình tài giỏi mà không được xem trọng, văn tài giỏi nhất nhưng lại không được lên ngôi vua, hắn rất bất bình. Khi quân Nguyên chuẩn bị tiến đánh Đại Việt lần thứ 2, hắn thấy đây là cơ hội tốt nhất để có thể lên ngôi vua, nên thông qua các lái buôn ở Vân Đồn đưa thư đầu hàng giặc, nhưng cuối cùng bị phát hiện và xử tử.